như niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo căn 45 mà nhớ vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới tựa ân vô cập, đám mưa lạnh rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tin rõ ràng, tin Ngài Thuyết Pháp nói đàm từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu đơn trí tri lên toàn. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tiếp cái bài kinh Paritta số 1 kinh Phương Lành. Mai này hôm lúc ở trong hạ đang học tập được một nửa, được một phần rồi. Thì trong các cái bài kinh bảo hộ là tất cả là có 11 bài kinh bảo hộ, tức là những cái kinh sẽ hộ trì cho cái người họ trì kinh. Thì những cái kinh bảo hộ thì yêu cầu, tức là cái người mà muốn hành trì những kinh bảo hộ ấy thì thứ nhất là phải học cái bài kinh đấy bằng tiếng Bali, tức là phải tụng bằng cái tiếng Bali và tụng cho nó đúng cái âm điệu của Bali. Cái thứ hai nữa là phải hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái bài kinh đấy, phải hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái bài kinh thì mới có cái năng lực hộ trì kinh. Nên là có rất nhiều những cái bài kinh bảo hộ, như là thời Đức Phật thì có những cái nơi mà có những cái vùng, cái khu vực mà bị phi nhân quấy nhiễu nhiều, ác quỷ ác thần quấy nhiễu nhiều, thì Đức Phật cũng dạy cho các đệ tử là học những cái bài kinh bảo hộ ấy. Là những cái bài kinh bảo hộ là có cái năng lực là mình tuyên lên những cái lời chân thật, những cái lời mà nó đúng với chân lý, đúng với đạo lý, và nó có cái năng lực, cái oai lực của cái sự thật đấy. Nó sẽ làm cho những cái điều mà một cái hành giả đó mong muốn, rồi nó sẽ đạt được cái thành tựu, nó sẽ thành tựu được cái điều mà mình mong muốn. Những cái kinh đấy được gọi là kinh bảo hộ, và trong đó thì có 11 bài kinh bảo hộ. Thì cái bài kinh bảo hộ đầu tiên là cái bài kinh Phước Lành. Cái bài kinh Phước Lành bởi vì là cái bài này nó là mà nó có nhiều cái sự thắc mắc ở trong thế gian. Ở trên đời này mọi người ta đều có tự đặt ra những cái câu hỏi, hay là người ta có những cái sự đàm luận với nhau về cái điều tội và phước. Người ta không biết được cái nguyên nhân của cái điều may mắn, cái điều hạnh phúc và những cái điều rủi ro bất hạnh nó từ đâu nó đến. Cả hàng chư thiên và nhân loại và lúc đấy ở trong thế gian đã xuất hiện và những cái sự thắc mắc là tại sao lại có những cái người mà người ta gặp những cái điều may mắn, và tại sao có cái người trong cái ngày hôm đấy lại gặp những cái điều rủi ro bất hạnh. Thì lúc đấy có nhiều cái luận điểm, những cái quan điểm khác nhau. Người ta nói rằng là có những người thì cho rằng là do cái buổi sáng khi mà mình ngủ dậy mình gặp được những cái điểm này, như là mình thấy được những cái cảnh sắc đẹp, hoặc là hôm đấy mình nghe những cái âm thanh hay thì là báo hiệu là hôm đấy mình được những cái điểm lành. Còn nếu như mình gặp một cái cảnh xấu hay là được nghe những cái âm thanh xấu, như là bây giờ người ta thường hay có quan niệm như là có những cái tiếng kêu rú của những cái loài thú dữ, như là người ta nghe thấy cái con chim lợn nó kêu éc éc, người ta cũng nói rằng đấy là cái điểm gọi là điểm gở. Hay là gặp thấy một cái điểm lành như là cái ngày như là dân tộc Việt Nam thì hay quan niệm là cái ngày mùng 1 Tết thì có những cái người tốt đến sông nhà, thì đấy là điểm lành.
ngày đấy mà gặp mà có những cái sự cãi cọ xích mích nhau ở trong nhà thì cái năm đấy là cái năm rủi ro. Hay là người ta nói là cái năm nào mà có được cái sao chiếu mạng là cái sao tốt thì cái năm đấy là sẽ là gặp được những cái điều may. Còn cái năm nào mà có những cái sao xấu chiếu mạng thì sẽ năm đấy là gặp những cái điều rủi ro. Cho nên là nó có sinh ra, phát sinh ra những cái phong tục tín ngưỡng như là phải lễ bái cầu an, dâng sao giải hạn. Rồi là trong nhà mà có người chết thì người ta tính vào những cái sự gọi là trùng tang. Nếu mà chết vào những ngày giờ tốt xấu ấy là trùng tang là sẽ gặp những cái người thân quyến là gặp những cái điều rủi ro. Thì ở trong xã hội là người ta cứ có cái sự bất an như vậy, có cái sự lo lắng như vậy. Người ta không biết là những cái điều lành nó từ đâu đến và những cái điều dữ nó từ đâu đến. Và người ta đàm luận với nhau, người ta tranh luận với nhau. Mỗi người đưa ra những cái quan điểm khác nhau, người này nói là như thế này mới đúng, người kia cũng tự đưa ra cái quan điểm của mình là cái điều này như thế là đúng. Chính vì ở nhân loại có cái sự tranh cãi nhau như vậy, rồi các hàng chư thiên ở trên mặt đất cũng tranh luận nhau, rồi các hàng chư thiên ở trên hư không cũng tranh luận nhau về cái điểm này này. Và để giải nghi cái điểm này này thì Thiên Chủ Đế Thích đã đến hỏi Đức Phật để nhờ Đức Phật giải bày cho tất cả mọi người cùng sáng tỏ ra cái điều phước lành, cái nguyên nhân tạo ra những cái điều phước lành nó từ đâu nó đến, rồi trái lại những cái điều rủi ro bất hạnh nó từ đâu nó đến. Thì đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã thuyết nên cái bài kinh gọi là bài kinh phước lành này. Đức Thế Tôn đã giảng cái bài kinh phước lành, cái nội dung của bài kinh phước lành đó là nếu như một cái người mà muốn có được những cái phước lành thì thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh này thì cái người đấy sẽ được phước lành. Tức là phước lành nó là do mình thực hành những cái điều tốt, những cái hạnh lành, chứ không phải là nó là do những cái điểm báo ở thế gian, hay nó không phải là do tuổi tác, không phải là do năm xung tháng hạ, không phải là do ngày giờ tốt xấu, không phải là do mình gặp những cái điều mà may, gặp vía tốt hay là gặp vía xấu không, thì tất cả những cái điều đấy đều là mê tín. Mà những cái điều này nó được sinh ra từ những cái nhân này, và Đức Phật đã dạy tất cả những cái nhân này ở trong cái bài kinh, đó là không kết giao kẻ ngu, thân cận người hiền trí, kính lễ bậc đáng lễ là phước lành cao thượng, ở nơi chốn thích hợp công đức trước đã làm giữ mình được tốt đẹp là phước lành cao thượng, học nhiều thực hành giỏi thuần thục các giới điều, nói những lời lợi ích là phước lành cao thượng, cũng dưỡng mẹ và cha, tiếp độ vợ và con, làm việc không nỗi lầm là phước lành cao thượng, làm bố thí hành theo pháp hộ độ thân quyến thuộc, hành xử không nỗi lầm là phước lành cao thượng, bỏ và tránh việc ác, kiên cứ các chất say, nỗ lực trong thiện nghiệp là phước lành cao thượng, cung kính và khiêm nhường, trí túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phước lành cao thượng, kham nhẫn và nhu thuận, tiếp kiến các sa môn, đàm luận pháp tùy thời là phước lành cao thượng, tận tâm hành phạm hạnh, chi kiến chư thánh đế, thực chứng được niết bàn là phước lành cao thượng, thúc chạm pháp thế gian, tâm không động không trầu, tự tại mà vô nhiễm là phước lành cao thượng, những sở hành như vậy bất bại ở mọi nơi đến các tường đây phước lành cao thượng. Cái nội dung bài kinh phước lành đấy là cái căn bản, là cái gốc rễ, là cái nguyên nhân tạo ra những cái điều phước lành này. Thì nội dung ở trong cái bài kinh nó có 38 cái điều phước lành, mỗi một cái câu là một cái điều phước lành khác nhau. Như cái hôm trước mình đã nói về phước lành của được một phần rồi. Hôm nay học tiếp cái phần phước lành còn lại. Thế này bắt đầu từ cái câu kinh mà nói về cái điểm phước lành là phụng dưỡng mẹ và cha. Qua cái câu này ha. Bây giờ hôm nay thì cái bài kinh phước lành này bắt đầu tiếp tục từ cái đoạn kinh này. Phụng dưỡng mẹ và cha, tiếp độ vợ và con, làm việc làm xong việc cần làm là phước lành cao thượng. Thì đây là một trong những cái phước lành tiếp, những cái phước lành
rồi những cái phước lành, tức là làm những cái mà mình có thể tạo ra được công đức, tạo ra được cái phước lành ở trong cái cuộc sống này. Thì phước lành là do mình tạo ra chứ không phải là do mình cầu xin. Ở đời thì hay đi cầu xin chứ ít khi đi tạo tác. Tạo phước thì ít mà cầu phước thì nhiều. Cái sự cầu xuông ấy thì nó cho nên là cầu mà nó cũng không có được cái gì hết. Cầu đấy thì chỉ uổng công vô ích. Và nếu như mình có cái sự tạo tác đúng, tạo cái công đức đúng thì mình sẽ được công đức, tạo phước lành thì sẽ được phước lành. Thì một trong những cái phước lành đấy nữa, đó là cái phước lành của cái người phụng dưỡng mẹ cha và tiếp nuôi dưỡng vợ con. Thì cái bài kinh này thì Đức Phật là một trong những cái bài kinh mà Đức Phật giảng dạy cho những cái hàng cư sĩ tại gia. Thì đa số là tức là Đức Phật dùng cái pháp tục đế, cái pháp thế gian để dạy cho người thế gian từ những cái hành động, cái ứng xử, cái cư xử mà những cái tạo các cái phước này ở trong thế gian. Và nó rất là phù hợp với những cái văn hóa, với cái tín ngưỡng của người thế gian. Nó có thể giải những cái điều nghi, nó khai mở ra những cái con đường thiện lành, cái con đường chân chánh, sẽ làm phá đi những cái si mê, những cái tà kiến, những cái mê tín ở trong dân gian. Thì đó là cho nên là cái bài kinh này là một trong những cái bài kinh bảo hộ mà đứng đầu trong 11 cái bài kinh bảo hộ của Đức Phật. Thì cái phước này nữa, đó là phụng dưỡng cha mẹ. Thì phụng dưỡng cha mẹ thì nó có hai cái cách, đó là một là phụng dưỡng theo pháp thế gian, và một cái cách là phụng dưỡng theo cái là pháp giải thoát. Ví dụ người thế gian thì tôn trọng, thì chú trọng về cái đạo hiếu, tức là cái người con ấy, thì là phải có cái hiếu đạo đối với lại cha mẹ. Hiếu đạo tức là mình nghe lời, tức là mình không có cãi nhau, chửi nhau. Không thì cái đấy được gọi là cái người con có hiếu với cha mẹ, là nghe lời, không cãi lại lời, không chống đối, ghi nhớ công lao và cấp dưỡng những nhu cầu cần thiết. Thì đấy được gọi là cái hiếu theo lối đời, tức là trả báo hiếu theo cái lối đời. Đời thì có nghĩa là có cái sự sống với nhau một cách tử tế, sống với nhau có một cách có đạo đức, và cấp dưỡng những cái nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái đấy gọi là cái hiếu ở thế gian. Còn cái hiếu ở thế gian thì khi còn sống thì phụng dưỡng, và khi chết thì có cái phận sự, đó là phải thờ cúng, là thờ cúng ông bà tiên tổ, bốc bát hương, tôn thờ cho đến hết đời, và làm những cái nghi lễ như là tạo những cái công đức để hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ những người mà đã mất. Nếu cha mẹ còn sống thì phụng dưỡng theo cái nối còn sống, và theo mà cha mẹ đã chết thì thờ cúng theo cái nối mà thờ những người đã mất, ông bà tổ tiên. Và còn một cái cách gọi là phụng dưỡng cha mẹ theo cái pháp giải thoát, theo một cái pháp giải thoát nữa. Như là nếu như một cái người con mà có hiếu với cha mẹ, nhưng mà mình chỉ cung cấp những cái nó thuộc về vật chất, cái thuộc về vật chất hàng ngày, như là làm cho mẹ, giúp cho cha mẹ được đầy đủ những cái tiện nghi, cái vật chất hàng ngày, thì cái đấy nó có thể là đem lại cái sự an vui, cái sự lợi lạc ở ngay trước mắt, ở ngay cái cuộc sống này. Nhưng mà còn một cái nữa, đó là nó thuộc về cái phần tinh thần. Có những cái người con thì có thể là làm cho không có cái điều kiện về vật chất để giúp cho cha mẹ được đầy đủ, nhưng mà lại có thể làm cho cha mẹ luôn luôn được an vui, không có những cái sự phiền não. Thì cái đấy cũng là một trong những cái hiếu hạnh. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là sao có thể đến khi nào mà chết thì cha mẹ được sinh về cái cõi này, tức là một cái người phải biết dẫn dắt cha mẹ vào những cái điều này, đó là phải quan sát xem là cái người cha mẹ có biết tạo những cái công đức phước lành hay không, tạo những cái công đức như là bố thí,
mình có biết bố thí hay không. Thế thì nếu mà chưa biết bố thí thì phải biết rằng là cái đời sau, cái đời tương lai sẽ rất là thiếu thốn về tài sản vật chất. Nếu như bây giờ mình có thể cung cấp cho cha mẹ đầy đủ những tài sản vật chất, nhưng mà những cái người cha mẹ của mình không có cái tâm xả thí, không biết, chưa từng làm, biết làm những cái việc bố thí hay là cúng dường tạo những cái công đức cho tương lai, thì mình phải biết rằng là cái đời sống trong những cái kiếp sinh tử về sau này sẽ là những cái kiếp rất là khổ não, rất là thiếu thốn về tài sản. Có thể là bây giờ tích trữ, nhưng mà những khi mà mình chết tất cả những cái tài sản ấy không có mang đi được. Nhưng mà có biết, từng biết tạo những cái phước này như bố thí cúng dường, thì giống như là cái người có gieo những cái nhân, biết mình không có ăn hết những cái hạt giống mà mình phải để lại những cái hạt giống cho đời sau. Hay là có cái pháp gọi là cung kính, biết cung kính những bậc đáng kính, có giữ giới, giữ gìn giới hạnh, có tu tập những cái pháp thượng nhân, như là thực hành giới định tuệ, thì cái đấy sẽ đi đến cái sự giải thoát cao thượng về sau. Đấy là gọi là phụng dưỡng theo cái lối giải thoát. Có là cái người cha mẹ có biết, có hiểu về đạo lý hay không, tức là có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp hay không, có biết là cái nghiệp này sẽ đưa đến cái sự khổ đau, có biết là cái nghiệp lành sẽ đưa đến cái ăn vui hạnh phúc, nghiệp ác đưa đến khổ đau hay không. Đấy là phải học đạo để mà hiểu được đạo, tức là để hiểu ra được cái đạo lý, biết phân biệt được đây là việc thiện, đây là việc ác, đây là việc chánh, đây là việc tà. Hiểu đạo rồi nhưng mà đã hành đạo chưa? Hiểu đạo là một phần, lại còn phải thực hành đạo nữa. Có thực hành giữ giới không? Có tu về tâm không? Có đoạn trừ tham sân si không? Có giác ngộ, có giải thoát được không? Đấy là cái phụng dưỡng theo cái pháp giải thoát. Thế thì muốn mình có thể độ được những cái người thân lại là một cái việc rất là khó. Mình có thể là nói được những cái người không thân thì dễ, mà nói được người thân thì có thể sẽ khó hơn. Vì thế thì phải dùng những cái thiện xảo phương tiện, phải có rất nhiều những cái thiện xảo phương tiện khác nhau. Nếu mà muốn đưa một cái người khác vào đạo thì mình cần dùng những cái phương tiện như là phải bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, nội hành nhiếp và động chịu nhiếp. Đấy nó gọi là tứ nhiếp pháp, là một cái pháp mà có thể là nhiếp phục những cái người khác vào trong cái con đường chánh đạo. Bố thí ở đây thì ví dụ như là khi mà mình bố thí thì mình luôn luôn phải đi kèm với những cái pháp. Tài thí thì chỉ là một cái bậc rất là bình thường, nhưng mà nó không quan trọng bằng pháp thí. Nên là mình làm một cái bất cứ một cái gì mình cũng phải có một cái khuynh hướng về cái đạo giải thoát. Ví dụ như có cái người cha mẹ mà cần có cái sự bố thí thì mình có thể là bố thí, nhưng mà phải đi kèm theo với điều kiện. Đi kèm theo với cái điều kiện, ví dụ như là muốn được cái này thì phải làm cái này, tức là ví dụ muốn được cái này thì phải thực hành thì những cái pháp như thế này, phải giữ giới, phải bỏ những cái việc ác, phải tu tập. Thì đấy là một cái cách có thể nhiếp phục được một cái người khác đi theo giáo pháp. Bố thí ái ngữ, dùng những cái lời nói để thuyết phục. Nội hành, tức là phải làm cho người đó thấy được những cái lợi ích của giáo pháp. Rồi là đồng chịu, có nghĩa là mình phải giống như là mình phải tức là đích thân của mình dẫn dắt những cái người thân đấy. Ví dụ như là Đức Phật mà đã từng phải đưa một cái người em trai của mình lên tận cõi trời để cho thấy cái cảnh ở cõi thiên giới, rồi sau đó thì mới khuyến khích là hãy tu tập để sau này được sinh thiên giới. Thì cái vị đó mới tinh tấn tu tập, và sau này vị đó ngộ đạo ra thì vị đó không còn cái ước nguyện về sinh thiên nữa, mà vị đó đã chứng đắc niết bàn giải thoát. Thì đồng sự có nghĩa là mình phải đồng kham cộng khổ, tức là mình phải dẫn thân vào để dẫn dắt những cái người ở trong đời vào đạo, dẫn dắt từ cái người đời vào người đạo. Thì đấy là một cái cách là phải đồng sự là như thế. Đấy là có những cái cách
thì một cái người con Phật thực hành cái hạnh gọi là phụng dưỡng mẹ và cha, là có hai cái pháp, đó là phụng dưỡng theo cái pháp thế gian và một cái cách là phụng dưỡng theo một cái pháp giải thoát. Phụng dưỡng theo cái pháp giải thoát, cái pháp thế gian thì nó chỉ có được cái lợi ích ở trong một cái đời này, một cái kiếp sống này. Nhưng mà nếu mà phụng dưỡng theo một cái pháp giải thoát thì cái người đấy có thể đi đến cái sự an vui, đi đến cái sự giải thoát vĩnh hằng lâu dài. Như Đức Phật thì khi để mà tiếp độ được được cha mẹ thì Đức Phật khi mà về hoàng cung thuyết pháp thì cái lần đầu tiên thuyết pháp thì độ được người cha chứng quả dự niu. Bài pháp thứ hai thì vua Tịnh Phạm, mẹ vua cha Tịnh Phạm chứng được quả nhất nai. Bài pháp thứ ba thì chứng được quả bất nai. Cho đến cái giờ phút lâm chung cuối cùng trước khi qua đời thì Đức Phật thuyết một bài pháp nữa thì vua Tịnh Phạm chứng được quả a la hán. Còn đối với hoàng hậu Maja thì khi đản sinh được 7 ngày, đản sinh thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thì bà chết sinh về cái cõi trời đâu suốt. Nhưng mà Đức Phật đã phải lên đến tận cõi trời và thuyết pháp suốt 3 tháng. Trong 3 tháng hạ và thuyết vi diệu pháp để độ thân mẫu Maja chứng được sơ quả, cũng như là độ được tất cả các hàng chư thiên khác. Thì đấy là một cái cách gọi là độ cho cha mẹ, hộ độ theo cái pháp thế gian và hộ độ theo một cái pháp giải thoát. Thì bây giờ muốn hộ độ được như thế thì cái người đấy phải có một cái đạo hạnh cao. Bây giờ mình muốn giúp cho ai đó thực hành được giới hạnh thì mình phải giữ giới hạnh trước. Muốn cho một cái người đó ngộ đạo thì mình phải ngộ đạo trước. Có nghĩa là mình phải có, muốn độ được những cái người thân thì mình phải là cái người dấn thân học đạo trước, sau đó thì mình mới độ được. Thì cái phụng dưỡng mẹ cha ở hiện tại thì tương lai mình sẽ được có những cái quả báo, những cái phước báo an lành. Còn trong quá khứ mình đã từng phụng dưỡng mẹ cha thì bây giờ cái người đấy sẽ có cái phước lành của cái người phụng dưỡng mẹ cha. Bây giờ mình cũng có con cháu đông thả ngoan hiền, sinh trong dòng dõi thượng lưu, hưởng phước lộc thọ, khi mệnh chung thì sinh về cõi này. Cái người nào mà phụng dưỡng trong quá khứ mà phụng dưỡng mẹ cha nhiều thì bây giờ sinh ra ở trong một cái gia đình nào thì cũng sẽ được cha mẹ yêu quý. Cái người nào mà trong quá khứ mình bất hiếu mẹ cha rồi sinh ra thì mình hay bị ăn đòn, thì cũng là cái nhân quả. Còn thế nào là tiếp độ vợ và con? Cái phước lành nữa là phước lành tiếp độ vợ và con. Độ tức là cái người mà sống theo một cái đạo nghĩa vợ chồng, sống giữa thế gian này thì mình sống có cái sự ứng xử đối với cha mẹ này, và đối với vợ con, đó là cái cuộc sống hàng ngày của những cái người tại gia. Cái người tại gia vậy thì cái người nhất là cái người chồng thì là phải có một cái giống như là cái trụ cột trong gia đình, là phải có một cái trách nhiệm rất là lớn, trách nhiệm với cha mẹ hai bên, rồi là trách nhiệm với vợ, trách nhiệm với con. Thì cái người chồng nó giống như là một cái người chủ đạo ở trong cái gia đình đấy. Thì cái gia đình đấy tốt hay là xấu, cái gia đình đấy là thịnh hay suy, cái gia đình đấy là cái gia đình có văn hóa hay là cái gia đình đấy là cái gia đình thô lỗ, cái gia đình đấy nó như thế nào, hưng thịnh hay là kém, cao thượng hay là hạ liệt, thì phần lớn là do cái người chủ gia đình, là cái người đàn ông, là cái người chồng. Cái người chồng này làm cái việc gì thì hay có cái khuynh hướng là vợ con phải theo cái đường đó. Nếu cho nên là cái người chồng là quan trọng. Cho nên là cái đạo nghĩa của chồng thì cho nên là Đức Phật trong cái bài này, Đức Phật dạy cho cái người chồng về cái hạnh vợ chồng, phụng dưỡng vợ và cha, và tiếp độ hay là tiếp tế hay là tiếp dẫn vợ và con. Cái người đấy là phải làm cái người dẫn đường cho vợ và con đi theo đúng cái con đường. Nếu mà cái người đấy mà là cái người xấu thì sẽ dẫn dắt vợ con đi theo đường xấu.
Vậy thì cái người chồng, cái đạo vợ chồng, thứ nhất là sống theo cái đạo nghĩa vợ chồng ở thế gian. Thì đạo làm chồng có năm chi, thì đấy là trong một cái bài kinh giáo thọ Thi Ca Na Biệt. Thì Đức Phật đã dạy cái vị cái vị thanh niên Bà La Môn về những cái pháp. Thì cái vị thanh niên Bà La Môn này, thì khi mà người cha chết ấy, thì dạy cái người con, đó là con hàng ngày con hãy khi mà thức giấc thì cái việc đầu tiên cần phải làm đó là đi lễ bái tứ phương, lễ bái phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, lễ bái sáu phương, phương trên, phương dưới. Thì đối với cái ông bố này là ông bố Tà Kiến, nghĩ là trong các phương ấy là có các vị thiên thần, thì tế lễ các kính lễ các vị thiên thần ở sáu phương như vậy thì sẽ được các vị chư thiên, các vị thiên thần đấy sẽ hộ trì cho, sẽ bảo vệ cho mình được bình yên, rồi mong muốn được điều gì cũng sẽ được điều đó. Và vào một buổi sáng Đức Phật đi thì Đức Phật gặp cái vị thanh niên này, hỏi ông làm cái gì đó. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đi lễ bái sáu phương, và ai dạy ông làm cái điều thế? Và đấy là cha con, khi còn sống cha con đã dạy cái điều này, cho nên là bây giờ con nghe lời cha, ngày nào là khi thức dậy cái việc đầu tiên làm là con đi lễ bái sáu phương. Thế nên lúc đấy Đức Phật nói là đấy không phải là cái pháp của bậc thánh. Cái pháp của bậc thánh thì là lễ bái phương Đông Tây Nam Bắc, đấy là chỉ cho cha mẹ, chỉ cho những cái đạo nghĩa vợ con. Thế bây giờ mình sống, mà mình sống đúng với cái đạo nghĩa ở đời này thì mình sẽ tạo ra công đức. Đấy mới là cái đạo làm người, nó không phải ở cái sự lễ bái tế lễ như vậy, mà nó ở cái sự hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Thì trong đó thì Đức Phật dạy cái đạo làm vợ làm chồng. Giống như đạo làm chồng có năm chi, như là lễ độ đối với vợ, thủy chung chiều chuộng, tin tưởng quan tâm đối với vợ. Thì đấy là một trong những cái đạo nghĩ làm chồng, tức là không có coi thường, không có khinh thường vợ, không có bộ bịch, rồi là đối với vợ là có một cái sự tâm lý như là chiều chuộng, có cái sự tin tưởng như đi làm về đưa tiền cho vợ giữ, có cái sự quan tâm, như là hôm đấy mà thấy cô ấy vui thì phải hỏi làm sao vui, buồn thì phải hỏi nguyên nhân làm sao mà buồn, quan tâm như thế thì để cho cái tình cảm vợ chồng nó mới được lâu dài, nó được bền vững đi đến hết đời. Thì đấy là cái đạo làm chồng. Đạo làm vợ thì cũng phải có năm chi, tức là siêng năng. Người vợ thì phải có cái phận sự như là chăm sóc nội trợ trong cái cuộc sống ở trong cái gia đình hàng ngày, chăm chỉ siêng năng chứ không được lười biếng. Lười biếng thì không, đến giờ không có nấu cơm cho ông chồng đi về, không có cơm ăn thì ông ấy lại khủng đêm mai ông ấy lại đi kiếm vợ bé. Tôn trọng chồng, như chồng mà hay có cái lòng tự ái mà, nhưng mà vợ mà xúc phạm một cái là và ông ấy sẽ sinh ra cái tâm hung dữ luôn, mai là sẽ bị ăn đòn. Dịu hiền, thông cảm, đoan chánh. Thông cảm là đôi khi người chồng có nhiều cái tính xấu thì cái người vợ cũng thông cảm, không có chấp trước. Chồng không phải là bậc thánh nên là không phải cái gì cũng làm được, không phải là cái điều tốt gì cũng có, không phải là một cái người gọi là toàn năng. Mà cái đàn bà thì hay có cái tính là làm tham cầu, cái gì cũng muốn, nhưng mà người chồng thì đáp ứng nó chỉ có giới hạn, cho nên là người vợ thường hay trách móc. Thì Đức Phật cũng rất là tâm lý hiểu như thế, cho nên Đức Phật mới dạy là phải có cái lòng thông cảm. Mỗi người có mỗi sở trường khác nhau, và đoan chánh, không có năng nhăng, không nẳng nơ, không ngoại tình với cái đàn ông khác. Thế thì vợ chồng nó sẽ được vững bền. Đấy là cái đạo vợ chồng theo cái pháp thế gian. Thì Đức Phật cũng dạy, còn trong một cái bài kinh mà một lần Đức Phật đi vào nhà ông Cấp Cô Độc để dự lễ trai tăng. Thì ông Cấp Cô Độc ông ấy có một cái cô con dâu mới về nhà chồng. Thì cái cô này cô thuộc vào dòng quý tộc, và nhà ông Cấp Cô Độc thì cũng là dòng quý tộc, nhưng mà cái cô này cô cũng thuộc vào dòng quý tộc, cho nên là cô ấy cũng không có coi ai là gì hết.
Vào đấy thì cô mắng chửi, mắng nhiếc tất cả mọi người ở trong nhà, và rất là to tiếng, rất là đành hành, rất là hung dữ. Thế nên lúc đấy Đức Phật mới thấy cái cô này không có bình thường, nên là Đức Phật mới hỏi là tại sao mà có những cái người mà ăn nói to tiếng thô lỗ như thế. Thì lúc đấy ông Pháp Cô Độc mới nói là bạch Đức Thế Tôn, con có đưa con dâu nó mới về làm dâu, nhưng nó rất là thô tháo, nó rất là hung dữ, nó rất là nó quát nạt mọi người và chửi mắng mọi người, và không có tôn trọng ai, nó coi thường tất cả mọi người. Thì lúc đấy Đức Phật mới bảo hay gọi cô đấy lên đây để Đức Phật giáo giới. Thì khi mà Đức Phật gọi cái cô này lên, và Đức Phật mới dạy một cái bài pháp, Đức Phật mới nói rằng là ở trên đời có bảy hạng vợ. Bảy hạng vợ thì đó là có vợ như đao phủ, có vợ như kẻ trộm, có vợ như ác ôn. Vợ như đao phủ có nghĩa là cái người vợ này là sát phạt chồng, hành hạ chồng, chửi mắng chồng, coi thường chồng. Còn vợ như kẻ trộm là hay lấy trộm tài sản của chồng. Vợ như ác ôn đó là cái người vợ mà hay có cái ác ý với chồng, coi thường và không tôn trọng chồng. Và có những hạng vợ nữa là vợ như mẹ hiền, vợ thương chồng như là mẹ thương con, vợ như em gái, tức là có cái lòng kính trọng chồng như là em gái kính trọng với người anh, vợ như bạn hiền là có cái sự tình cảm thân mật nhau, coi nhau như bạn bè, rất là bình đẳng. Và có một cái hạng nữa là vợ như người hầu, vợ như người hầu gái. Thì lúc đấy Đức Phật mới bảo thế thì con là cái hạng vợ nào trong bảy cái hạng vợ này? Bây giờ mấy cô ở đây là hạng vợ nào? Từ số 1 đến số 7 là cái hạng vợ nào? Vợ đạo phủ hay là vợ ác ôn? Thì lúc đấy cái cô này, cô ấy nhận cô ấy là vợ thứ mấy không? Bây giờ mình muốn làm vợ như thế nào? Làm vợ như mẹ hiền ha? Cái cô này thì cũng là bạch Đức Thế Tôn, con sẽ là một cái người vợ như là người hầu, tức là cô sẽ nhận, cô nhận là một cái người vợ thấp nhất, là sẵn sàng hầu hạ chồng và coi chồng như ông chủ ấy. Thì sau đó thì Đức Phật đã thuyết pháp cho cô này, giảng pháp về những cái sự thật, và sau đó cô đã chứng được sơ quả dự niu, và kể từ đó cô ấy giữ một cái hạnh của một người vợ đúng như người hầu, cô không bao giờ còn có những cái to tiếng, và không bao giờ còn mắng chửi chồng và mắng chửi những cái người trong nhà nữa. Thế thì Đức Phật dạy về bảy hạng vợ như vậy, thì nếu mà đối với một người chồng thì nó cũng sẽ có bảy người hạng chồng. Nếu mà mình suy ra, Đức Phật thì không trực tiếp là dạy các ông chồng, nhưng mà với một cái người vợ như thế thì cũng sẽ có những người chồng như thế, cũng có chồng đao phủ, chồng kẻ trộm, chồng ác ôn. Mà có những người chồng thương vợ như là cha thương con, chồng như cha hiền, chồng như em trai, thương coi vợ như chị gái, chồng như bạn thân, có người chồng như người hầu. Có người chồng là như vậy không? Người hầu như bà chủ ấy. Thì có những cái hạng vợ như thế, thì ba cái hạng vợ như đao phủ, như kẻ trộm, như ác ôn, thì đấy là những cái hạng vợ sẽ đem lại cái sự bất hạnh trong một gia đình. Trong gia đình mà có người vợ mà như thế thì cái gia đình đấy sẽ không được yên ổn. Vì vậy cho nên rằng là cái người mà học đạo, thì cái người mà muốn cho cái gia đình được bền vững thì phải đóng vai, tức là vợ chồng đôi khi là phải đóng vai ấy. Cũng có lúc thì phải coi chồng như là người con ấy, lúc nào phải yêu quý như vậy. Cũng có lúc thì lại phải đóng vai như người em gái kính trọng chồng, có lúc phải đóng vai như người bạn thân, như người bạn thân rất là bình đẳng với chồng, có lúc phải đóng vai như người hầu để mà phục vụ chồng. Nếu mà một cái người vợ mà đóng vai được bốn vai một cách hoàn hảo thì cái đạo nghĩa, thì cái tình cảm vợ chồng nó sẽ được bền vững lâu dài. Nếu mà bền vững quá thì ông chồng cũng không đi tu được, cũng khổ. Đ-
Cho nên là đôi khi vợ chồng xích mích nhau thì cũng chia tay nhau cho nó dễ. Đạo làm cha thì có năm chi. Đối với cái người mà làm cha thì có năm chi, đó là ngăn cản những cái điều tội lỗi. Thì cái người cha bao giờ cũng phải có cái trách nhiệm là dạy con những cái điều này, chứ không được dạy con những cái điều xấu, dạy con những cái điều có phước này, chứ không được dạy con những cái điều tội lỗi. Thì bây giờ cái người cha mà làm cái việc gì thì sẽ dạy cái người con làm việc đấy. Ví dụ như là cái người cha mà làm cái nghề săn bắn phải không, thì mình sinh ra đứa con là phải truyền nghề cho nó, phải dạy cho nó phải cầm cái cung như thế này, phải nhắm con mồi thế kia, phải bắn cá chết luôn. Thế thì cái người cha mà tội lỗi thì sẽ dạy con làm những điều tội lỗi. Những người cha hiền thì mới dạy con làm những cái điều hiền này. Thì cái điều mà cái người cha ở cái pháp thế gian thì người ta thường giáo dục nhau cái pháp luật, làm những cái việc này là sẽ phải đi tù, làm những cái việc này là sẽ vi phạm vào những cái pháp luật đó kia. Đấy, thì thường thường là những người cha sẽ ngăn cản những cái người con không có làm những cái điều tội lỗi, không vi phạm, không phạm vào những cái pháp luật. Đấy, thì những cái người con đấy sau này nó lớn lên nó không trở thành tội đồ, nó không trở thành những kẻ cướp, nhưng mà không thành những cái đồ trộm cắp. Đấy là cái điều gọi là ngay từ nhỏ đã phải dạy cho con cái những cái điều thiện lành rồi. Ví dụ thấy nó làm một cái việc bất thiện, hôm nay con đi vượt sang bên kia con ăn trộm được cái món này, về mà chẳng ôi con giỏi quá, vậy là bắt đầu đào tạo như thế, là lớn lên là bắt đầu nó thành một tên đầu trộm, sau này nó đi ăn cướp được. Nhưng mà khi mà thấy nó đi mà ăn trộm được của bạn cái này về là cho ăn roi luôn, nên thì lần sau nó sẽ khiếp, nó không dám đi ăn trộm nữa. Thì cái cha mẹ là như thế, là ngăn cản con làm những cái điều tội lỗi ngay từ lúc còn nhỏ mà đi. Thì một cái con người mà nên để mà trở thành được một cái người trưởng thành, một phần là cái nghiệp quá khứ, nhưng mà một phần là do cái môi trường hiện tại. Khi mà nó thân cận những cái người hiền lành thì sau những cái người hiền thiện thì sau này nó sẽ trở thành cái người hiền thiện. Nếu như cái đứa ấy nó thân cận những cái người bất thiện thì nó trở thành cái người bất thiện. Có thể là trong cái bản tính của nó sinh ra là một cái người rất là tốt, nhưng mà nó thân cận những cái người xấu do nó có cái duyên với người xấu mà. Cho nên bây giờ nó thân cận người xấu, nó lớn lên là cái tính tốt dần dần nó lu mờ đi và tính xấu nó sẽ tăng lên. Còn đối với những người có thể là khi lúc nó mới sinh ra cái bản tính nó là một cái đứa không được tốt, nó rất là quậy phá, nó rất là ngỗ ngược. Nhưng mà nó lại được sinh trong một cái gia đình có nề nếp, có đạo đức và được giáo dục một cách chu đáo, thì dần dần những cái tính, những cái hạnh ngang bướng và những cái hạnh bất thiện của nó càng ngày nó càng giảm bớt đi, và nó lớn lên nó có thể trở thành những người tốt được. Vì vậy cho nên là cái giáo dục đối với một con người rất là quan trọng, nhất là đối với những trẻ em, những cái trẻ em mới lớn. Chỉ dạy cho những cái điều này thì cha mẹ là những cái điều dạy con những cái điều này, còn lại cái kiến thức, cái văn hóa, cái học thức thì nó sẽ đi học ở trường, ở nước là có những cái người thầy dạy, mà ở nhà thì cha mẹ dạy về được cái văn hóa, những trong cuộc sống, những cái điều nên làm, những cái điều không nên làm. Khi mà lớn lên thì hướng dẫn về nghề nghiệp thích hợp. Thường thường là cha mẹ hay hướng cho con cái về tương lai, hướng về tương lai cho con cái là lớn lên mày phải làm cái này, lớn lên con cái làm cái kia, thì con cái đôi khi nó cũng được ảnh hưởng bởi cha mẹ, bởi vì mỗi một người nó có những cái năng khiếu khác nhau. Nhưng mà với những cái người cha mẹ mà là những cái người tâm lý hay là những cái người mà có trí tuệ ấy, thì hay nhìn thấu đáo được những cái đứa trẻ này nó có những cái tiềm năng khác nhau. Thấy được một cái đứa trẻ này nó có ngay từ bé nó đã bộc phát ra những cái tính cách khác nhau rồi. Có những cái đứa nó có những cái tài năng ngay từ bé, nhưng có những cái đứa thì nó
nó giỏi về nghệ thuật, có những cái đứa thì nó giỏi về văn chương, có những cái đứa thì nó lại giỏi về võ học, hay là có những cái đứa thì nó giỏi về, mỗi một đứa nó giỏi về, nó có một cái đam mê khác nhau ấy. Thì sau này nó lớn lên thì nó sẽ đi theo một cái sự nghiệp đấy. Thì cái người cha mẹ là phải cho con cái của mình phát triển theo đúng cái sở trường của nó. Nếu như mà cha mẹ mà ngăn cản những cái sở trường của những con cái ấy, thì giống như là mình sẽ làm mất đi cái sự nghiệp của nó, tương lai của nó, hay là mình không hỗ trợ để cho con cái, mỗi một người nó có một cái sự nghiệp mà không nhất thiết là một cái người là phải giỏi toàn diện. Ví dụ như là người cha mẹ cứ nghĩ là con cái là phải đi học, là phải học giỏi, phải học giỏi về tất cả mọi mặt, thì cái điều đấy nó có chỉ phù hợp với một số trẻ em, nhưng mà còn một số thì nó chỉ có một, nó chuyên sâu về một cái lĩnh vực khác, về một cái môn, một cái năng khiếu của nó, thì nên cho đi theo về đúng cái gì mà nó đam mê, nó thích thú nhất, thì sau này nó sẽ sống bằng cái sự nghiệp đấy, là hướng dẫn nghề, hướng về cái sự nghiệp cho con cái. Thì đấy là cái người cha mẹ và có trí tuệ thì là biết cách hướng đạo cho con cái. Cưới gả hợp thời không được cái, không nên cưới gả quá sớm mà cũng không nên cưới gả quá muộn, và chia cho tài sản cho con cái những cái tài sản thích hợp. Cái tài sản của cha mẹ khi mà mình tạo ra và đến khi chết đi thì chắc chắn là sẽ để lại cho con cái. Nhưng mà ý muốn nói là cái phân chia tài sản cho con cái thì nên chia cho nó đồng đều, không để cho nó hiểm hận. Với khi mình cho đứa này mà mình không cho đứa kia, thì những cái tài sản tuy là nó nhỏ bé nhưng mà nó thể hiện ra cái sự thiên vị của cha mẹ. Nếu mà mình cho cái đứa này nhiều ấy, thì đứa kia nó bảo thì ông bà ấy thì quý cái thằng đấy, còn không coi mình ra gì, thế là trong lòng nó ngấm ngầm, nó bắt đầu nó hiểm hận ở trong lòng, nó sẽ không còn quý kính, nó không còn tôn trọng nữa, và nó sẽ mất đi cái đạo hiếu. Vậy thì để mà phân xử cho con cái nó luôn luôn có cái sự đoàn kết, nó luôn có cái sự tin yêu, tin tưởng và kính yêu cha mẹ, thì cái người cha mẹ luôn luôn là phải rất là thận trọng trong cái việc đối xử với con cái. Coi đứa này hơn đứa kia thì để mình có thể cái nhân duyên đối với mỗi đứa con nó sẽ có khác nhau. Có thể là mình có yêu đứa này hơn đứa kia, có thể là có những đứa mình ghét, có những đứa mình yêu, nhưng mình mà thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng quá thì là chúng nó sẽ hận. Những cái đứa nào mà được yêu quý thì là nó sẽ trở nên ngã mạn. Mà đấy, cha mẹ yêu quý mình cho nên là mình sẽ coi thường cái đứa mà không được yêu quý. Còn cái đứa mà nó không được yêu quý thì nó sẽ hận, nó sẽ hiểm hận đối với cha mẹ. Tức là chia cho tài sản đấy, có ít hay là có nhiều thì chia cho đồng đều. Còn nếu như mà mình muốn cho đứa nào nhiều hơn thì cho ngầm thôi, đừng để đứa kia nó biết. Đạo làm con thì có năm chi. Đấy là cha mẹ với con cái là có năm chi, còn con cái đối với cha mẹ thì có năm chi. Là phụng dưỡng và đỡ đần cha mẹ, trình báo và xin lời khuyên, không chống cái lời dạy bảo và không trái việc làm lành, và không ngăn những cái việc làm thiện của cha mẹ. Đấy là trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy về cái người con có năm chi như vậy. Phụng dưỡng cha mẹ, đây là cái lúc mà cha mẹ già yếu ốm đau ạ. Và cái người con thì làm cái gì thì nên xin phép, nên nói trước với cha mẹ là con làm cái việc này việc kia, thế là cha mẹ bảo cái thằng này có hiếu, là hoan hỉ lắm, vui lắm, thích lắm, nó làm cái gì nó không đến nó báo cáo mình, nay làm này, nay làm cái khác. Mấy người làm con làm gì con nên báo cha mẹ không? Lúc con bé báo, lớn này còn nên báo đâu.
cha mẹ dạy cái gì cũng vâng, nhưng mà cái gì nó hợp lý làm, nhưng mà vẫn phải vâng để cho cha mẹ vui ha. Không trái lại cái việc làm, không ngăn cản cái việc thiện, nhất là cha mẹ làm việc thiện như hôm nay ta đi chùa là phải ủng hộ, chứ không được ngăn cản những cái việc thiện lành của cha mẹ. Đấy là trong cái đạo làm con. Còn cái đạo, cái phước lành của cái sự tiếp độ vợ và con, nếu mà tiếp độ vợ và con đúng pháp ấy, thì đó là gia đình được hòa hợp, gia đình bền vững, gia đình được thịnh vượng, gia đình an vui và gia đình hạnh phúc, được có nhiều, tạo được nhiều cái phúc đức. Thì tiếp độ vợ và con đi theo đúng đường, ví dụ như là một cái người chồng đấy là có cái trách nhiệm là phải tiếp độ cho vợ. Ví dụ như là cái người vợ mà làm những cái mê tín chẳng hạn, như là đàn bà là hay mê tín hay đi xem bói, thì cái người chồng ấy mà không được, xem bói là mê tín là tà kiến, và phải có cái trách nhiệm là tiếp độ theo đúng giáo pháp. Nên ví dụ mình phải hướng cho cái người vợ là phải đi nghe giáo pháp, đi quy y tam bảo, phải giữ giới, phải tu tập và phải tạo các cái công đức. Thì cũng tương tự như vậy, thì tiếp độ con cái cũng như thế. Ví dụ như là cái người cha mẹ dẫn thì dẫn dắt đưa con đến trường học, cho con đi học ở trường này trường kia, thì đấy là đưa con vào đời, tức là tiếp độ con vào trong thì xây dựng cái cuộc đời. Nhưng mà những cái ngày nào là những cái ngày có giảng pháp, những cái ngày nào là những cái ngày trai giới, những cái ngày nào là những cái ngày mà có cái sự nghi lễ tế tự ở nơi các cái pháp hội, các cái nơi có tu tập, thì lúc đấy mình phải gửi dẫn dắt con đến để được nghe pháp, để hành thiền, để tạo các cái điều thiện lành ngay từ nhỏ. Thì đấy là tiếp độ vào trong đạo. Còn nếu như mà mình muốn tiếp độ con vào hay là vợ con vào trong giáo pháp một cách tuyệt đối nữa, thì là lúc đấy mình phải đi xuất gia, sau đó mình về tiếp độ vợ đi xuất gia, tiếp độ con đi xuất gia, hay là tiếp độ đi vào trong đạo giải thoát để đi đến giải thoát. Ví dụ khi mà Đức Phật mà đi xuất gia thì ngài cũng có vợ là Gia Du Đà Na, có con là Na Hầu Na. Và sau này thì khi mà ngài đi xuất gia thì tất cả mọi người đều ngăn cản, vua cha Thịnh Phạn ngăn cản nhé, và tất cả hoàng cung ngăn cản, nhưng mà ngài đã quyết định đi xuất gia. Sau đó thì ngài trở về thuyết pháp hóa độ cho vua cha xong, thì ngài đã đi thuyết pháp hóa độ cho Gia Du Đà Na, rồi là độ cho Nam tử Na Hầu Na. Thì tất cả mọi người đều đi vào cái con đường, đều đi đến cái đạo giải thoát hết. Thì có nghĩa là cái người chồng mà mình có cái khuynh hướng như thế nào, thì mình có thể là hướng đạo cho vợ con đi theo đúng cái con đường đấy. Nên cái người chồng mà đi theo ác pháp thì mình cũng rất là dễ dẫn dắt cái người vợ và con đi theo ác pháp. Nếu mà cái người chồng mà hiểu được có cái thiện pháp, có cái đạo lý, thì cũng có thể tiếp độ được vợ con đi theo đúng cái đạo lý đấy, đi theo cái con đường giải thoát. Phước lành tiếp nữa là làm xong việc cần làm, phụng dưỡng mẹ và cha, tiếp độ vợ và con, làm xong việc cần làm là phước lành cao thượng. Thì có rất là nhiều những cái việc cần làm, những cái việc mà cần làm mà mình làm xong được ấy, thì cảm thấy nó an vui. Ví dụ bây giờ mình có rất là nhiều những cái công việc, mà cái công việc gì mà mình đang làm dở dang, thì cái tâm nó sẽ rất là bất an và nó rất là lo lắng, và luôn luôn có một cái ước muốn là mong muốn là làm đến khi nào mình hoàn thành được cái nhiệm vụ, đến khi nào mình hoàn thành được cái công việc này, và đến khi nào mình hoàn thành, mình làm xong được cái công việc đấy, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, cảm thấy nó rất là an vui, giống như là một người đã thành công trên cái công việc của mình. Thì những cái việc cần làm, nó có những cái việc nhỏ và nó có những cái việc lớn, nó có những cái việc có thể là làm trong một cái khoảng thời gian rất ngắn.
những công việc hàng ngày thì nó mình mà làm xong thì mình cũng cảm thấy cái ngày hôm đấy mình cũng nhẹ nhàng. Ví dụ như là làm xong việc mình sẽ được đi chơi, mình sẽ có cái thời gian để thư giãn thảnh thơi. Rồi như là nhất là trẻ con khi mà cha mẹ mà giao cho mẹ làm xong việc này thì được đi chơi, và lúc đấy nó cắm cổ cắm đầu nó làm cho thật nhanh xong nó được đi chơi. Đấy là làm xong việc cần làm, làm xong việc cần làm là nó có cái sự an vui như vậy. Những việc học tập mà học xong rồi thì sẽ cảm thấy nó rất là an vui. Cái bài này cần phải học xong, mình đã học xong thì nó rất là an vui. Cái việc sinh nhai như là một cái sự nghiệp, một cái nghề nghiệp nào đấy. Ví dụ như trong cái quá trình mình cần đi học một cái nghề này mà bao giờ mình học xong được cái nghề nghiệp này thì mình sẽ có được một cái cuộc sống ổn định, thì lúc đấy mình sẽ được an vui. Đối với việc trong gia đình cũng vậy, việc về xã hội cũng vậy, cái công việc gì mà mình có thể làm xong được thì mình sẽ an vui. Và nhất là cả những cái việc về giải thoát, việc về giải thoát mà mình làm xong được mình cũng cảm thấy nó an vui. Thế thì bây giờ mình mà muốn tất cả những cái công việc nó rất là nhiều như vậy, một cái người mà sinh ra ở trong cõi đời này mình có rất nhiều cái việc phải làm, nhưng mà bây giờ có nhiều việc như vậy mình làm sao mà có thể làm được hết việc đấy. Thế thì ở trên đời có những cái người rất là giỏi giang, người ta có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mà cũng có những cái người rất là vụng về, làm cái việc gì cũng thất bại, làm cái việc gì nó cũng không thành công. Thì những cái người mà làm cái việc gì mà người ta cũng làm được cái, người ta làm được nhiều việc thành tựu, thì cái người đấy người ta sẽ có được cái sự thành công lớn. Còn cái người nào mà không làm được việc, làm cái việc gì nó cũng không thành tựu ấy, thì cái người đấy sẽ có một cái cuộc sống nó rất là khó khăn, rất là chật vật, nó rất là vất vả. Vậy thì làm sao để mà làm xong được những cái công việc đấy, làm xong những cái việc cần làm, như là mình làm mà không bỏ dở, làm mà không thiếu sót, làm mà không gây hại, làm mà mình làm cái việc gì dở dang thì lần sau không ai dám nhờ mình làm nữa. Còn làm mà thiếu sót thì đấy là cái năng lực của mình yếu kém. Làm mà gây hại thì đấy là một cái làm, tức là làm theo cái sự phá hoại, làm thì ít phá thì nhiều. Thế thì bây giờ muốn làm xong được những cái việc cần làm đấy thì cần phải có bốn cái điều nó rất là mạnh mẽ. Một cái người mà gọi là trong cái pháp nhân duyên ấy, nó gọi là trưởng duyên mà. Có bốn cái điều này mạnh mẽ thì cái người đấy nó sẽ hỗ trợ cho cái người đấy làm cái việc gì nó cũng sẽ đi đến thành tựu, dù là việc nhỏ hay việc lớn. Cái việc nhỏ mà cái người đấy có được bốn cái tâm, có được bốn cái tâm này, mình rèn luyện, mình phát truyền được bốn cái tâm hạnh của mình, thì cái người đấy sẽ làm những cái việc, làm xong việc một cách dễ dàng. Đó là mình có ước muốn, có tinh tấn, có nhất tâm và có tuệ. Đấy được cái pháp này gọi là trưởng duyên. Dục cần tâm thẩm. Dục tức là mình phải có một cái ước muốn, tức là một cái người đấy mà mình không có cái ước muốn, tức là mình làm cái việc mà mình không thích làm, mà mình không muốn làm mà mình phải làm, thì cái việc đấy mình sẽ làm rất khó có thể thành công được. Vậy thì mình phải khởi lên cái ước muốn trước. Mình ước muốn làm cái việc này, mình muốn khởi lên được cái ước muốn đấy thì mình phải có những cái tác ý. Những cái tác ý thì mình phải thấy được cái lợi ích của nó, thấy được cái sự lợi lạc của nó. Ví dụ như là bây giờ một cái người người ta muốn học để có một cái bằng đại học, một cái bằng tiến sĩ, thì người ta phải có cái ước muốn trước, thì người ta tư duy đến cái lợi ích của nó, sau đó người ta mới nỗ lực, người ta thực hành, rồi người ta phải hy sinh vất vả rất là nhiều năm tháng, cuối cùng người ta mới thành tựu và cuối cùng người ta làm xong được việc cần làm. Thì đấy là người ta phải khởi lên một cái ước muốn, rồi sau đó là phải có cái tinh tấn. Có ước muốn rồi nhưng mà không tinh tấn làm được. Tinh tấn ở đây có một cái sự siêng năng chuyên cần rất là bền bỉ, lâu dài. Tinh tấn
nỗ lực nào. Nên là cái người mà tinh tấn, làm sao để khởi được lên cái tâm tinh tấn, khởi lên cái tâm tinh tấn tức là mình luôn ở trong một cái trạng thái gấp rút. Cái trạng thái gấp rút ấy, tức là mình luôn luôn nghĩ về những cái nỗi khổ ở trong, về những cái cuộc sống mình luôn nghĩ là nó ngắn ngủi, nó giả tạm, tức mình không có lãng phí thời gian, biết cách tận dụng thời gian. Cái người mình khởi lên cái sự gấp rút, thấy cái thời gian này là ngắn ngủi, cảm giác giống như là trong cái cuộc sống này giống như là những con cá mà sống trong cái ao nước cạn, mỗi ngày thì cái ao nó cạn dần đi, tiến đến cái sự chết rất là gần. Nên là cái người nào mình mà thấy cái cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi, mỗi một ngày trôi qua là cái mạng sống của mình nó ngắn đi, thì nó sẽ bớt đi cái tâm đó là làm những việc không cần làm, sẽ chuyên tâm vào làm những việc đáng làm. Chứ mình không nên làm những cái việc không đáng làm, tức là biết cách loại bỏ ra những cái thời gian vô ích, những cái thời gian mình đi chơi bời, đi dạo chơi không có việc gì làm, hay là làm những cái việc như là đánh cờ, đánh bạc, hay là những cái trò chơi để giết thời gian. Thì những cái người đấy là những cái người không có cái lý trí, không có cái trí lớn, hay là không có cái ước muốn. Cái ước muốn này nó cũng giống như là một cái người có trí lớn. Bây giờ có rất nhiều những đứa trẻ, nhưng mà có những cái đứa trẻ nó ngay từ nhỏ nó đã có một cái niềm hăng say, nó đã có một cái nghị lực, một cái ý chí, một cái sự siêng năng chuyên cần. Nhưng mà cũng có những cái đứa trẻ nó sống nó không có hề có một cái suy nghĩ gì cho ngày mai hết. Nó chỉ sống hôm nay, biết hôm nay, ngày mai, chẳng cần biết sẽ làm gì, sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Đấy là vì nó không có cái ước muốn, nó không có cái ý chí từ sớm. Thế thì phải khởi lên được cái ý chí hay là cái ước muốn, thì sau đó cái tinh tấn nó mới sinh theo. Tinh tấn nó có cái tinh tấn thì cái người đấy mới không lãng phí thời gian vào những cái việc không cần thiết. Nếu có những người ngày tháng trôi qua chẳng biết làm gì cả, cứ ăn xong rồi lại nằm dài xong rồi là ở đâu có cái vui thì bắt đầu đi đến để xem, rồi là đi tìm người để buôn chuyện. Rồi là suốt ngày chỉ có những cái đi tìm những cái niềm vui, xong rồi là lại buồn, cái tâm trạng nó rất là bất an, và nó cái tâm trạng như vậy nó rất là hời hợt và nó rất là yếu ớt. Và những cái người như vậy thì chứa đầy những cái phiền não ở trong lòng. Thì có cái ước muốn, có tinh tấn và có cái nhất tâm, tức là chuyên tâm làm một cái công việc đó, mình không để cho phân tâm, không có phân tán, không có một lúc làm nhiều việc thì cái việc đấy nó sẽ không được chuyên sâu, và nó sẽ không được không có, mình không có thể thành đạt được, nó không có thể đạt được cái thành công một cách cao cả được. Một cái mình mà muốn làm một cái việc gì đó thì mình chuyên tâm vào cái việc đấy, và mình chỉ làm cái việc đấy trong một thời gian dài thì mình sẽ thành công được cái việc đấy. Như là một cái người hành thiền thì mình chỉ chuyên tâm hành thiền, mình phải buông bỏ hết những cái việc khác, nỗ lực trong một thời gian dài, những người đấy sẽ thành tựu được. Nhất là những cái người bây giờ mà người ta hay học những cái môn học mà người ta muốn chuyên sâu về một cái môn nào, như là một cái môn ngoại ngữ nào đấy, mà mình chỉ có tập trung vào một cái môn đấy, mình chuyên sâu một cái thời gian dài, trải qua nhiều năm, thì mình sẽ thành công, mình sẽ thành tựu được cái môn đó. Người học pháp học ở đời cũng vậy, pháp học ở trong Phật pháp cũng vậy. Nếu như mà mình chuyên sâu thì mình sẽ đạt được. Ví dụ như là bây giờ có những vị mình có thể học thuộc lòng cả tam tạng kinh điển, mà cái tam tạng kinh điển nó rất là dài. Một cái vị mà học thuộc lòng tam tạng kinh điển, vị đó phải mất mấy chục năm để học, và vị đó phải chuyên tâm học từ bé cho đến lớn, và ngày nào cũng phải học, không có ngày nào được nghỉ. Mỗi một ngày vị đó phải học từ 10 năm đến, phải thuộc lòng từ 10 năm đến 20 trang, và cứ trải qua 10 năm 20 năm như vậy thì vị đó mới có thể trở thành một cái vị tam tạng được. Có cái sự chuyên tâm, có cái sự nhất tâm đối với một cái công việc đấy thì mình sẽ thành công với cái việc đó, và phải có trí tuệ, tức là phải có cái tư duy và phải biết chọn lọc những cái gì đáng làm, những cái gì đáng bỏ qua, những cái gì mà mình cần phải dụng nhiều công sức, còn những cái gì mình chỉ cần
nước qua một chút, thì cái người mà có trí tuệ thì cái người đấy sẽ thành tựu nhanh nhất. Có bốn hạng người, mà có thể có ba hạng người. Có một cái hạng người là có đức tin, một hạng người là có tinh tấn, và một hạng người có trí tuệ. Ba hạng người đấy mà làm việc ấy, thì nó sẽ dẫn đến những cái hiệu quả khác nhau. Ví dụ người có đức tin thì không bao giờ dám tự mình làm việc gì, mình luôn luôn phải học hỏi, luôn luôn bắt chước người khác. Ví dụ mình thấy người kia đã từng làm việc này như thế nào và mình bắt chước, mình làm y hệt như thế vậy. Người ấy có thành công không? Khi người đấy sẽ thành công, tức là luôn luôn bắt chước người khác. Đấy là người có đức tin, mình luôn luôn tin tưởng vào người khác và luôn luôn nhờ một vị thầy giỏi kèm cặp dẫn dắt. Thì đấy là một hạng người. Một hạng người thứ hai là tinh tấn. Cái hạng người này mà lỗ lực làm và cái người đấy rất là tự tin, mình cần siêng năng làm, thì cái người đấy cũng tinh tấn nỗ lực dùng cái sức của mình mà cũng thành công. Và một hạng người có trí tuệ, chọn lọc cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm, thì cái người đấy cũng thành công. Bốn cái người này, người nào thành công nhất? Ba người này. Đây là cái sự tu tập của một vị Phật. Có ba hạng mà để tu tập thành Phật, đó là một hạng có đức tin, và một hạng tinh tấn, và một hạng có trí tuệ. Thì những cái vị nào ấy mà có tu tập theo cái hạnh có đức tin ấy, thì sẽ trải qua 8 A Tăng kỳ kiếp và 100 đại ngàn đại kiếp sẽ thành Phật. Để có đức tin ấy, thì cái vị đó luôn luôn là phải noi theo người khác và luôn y chỉ, giống như là luôn luôn có cái sự y chỉ vào những cái người thầy, luôn luôn có cái niềm tin vào những cái bậc đi trước, cái bậc tiền nhân, và làm cái việc gì cũng nhờ cái sự cái người đi trước chỉ dạy. Thì cái vị đấy sẽ tích lũy ba la mật trong 8 A Tăng kỳ kiếp và 100 ngàn đại kiếp, thì đấy thành Phật. Còn cái vị mà tinh tấn ấy, là cái người có cái sự tự tin mạnh và nghĩ là mình chăm chỉ là mình sẽ đạt thành tựu, thì cái người đấy, cái vị đấy phải tu 16 A Tăng kỳ kiếp và 100 ngàn đại kiếp mới thành tựu. Tại sao lại thế? Vị nó rất là tinh tấn, nhưng mà do cái sự tinh tấn đấy cho nên là vị đó nỗ lực, nhưng mà vị đó đi sai đường cũng rất là nhiều. Vị đó do không y chỉ vào người khác, cho nên là vị đó làm sai, làm hỏng việc, cho nên là và lại làm lại. Vị này có dư sức lực mà, mình làm sai làm lại, làm hỏng hay làm lại tiếp không vấn đề gì cả. Cho nên là cái vị đó, cái người nào mà dựa vào chính cái sức của mình ấy, thì vị đó sẽ mất rất nhiều thời gian, và mình phải sửa cái sai của mình. Mình gặp rất là nhiều những cái lỗi lầm trong cái công việc của mình. Mình cứ phải làm đi làm lại, có thể là một việc mình phải làm rất nhiều lần mới thành công được. Còn một cái hạng là hạng trí tuệ, ví dụ như một vị Bồ Tát tu hạnh trí tuệ thì vị đó chỉ mất 4 A Tăng kỳ kiếp, 100 ngàn đại kiếp là thành Phật. Thì trong đó cái hạng người mà trí tuệ là ưu tú nhất, ưu việt nhất. Hạng người trí tuệ là cái người đó biết chọn lọc, biết làm những cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm. Mình có thể tin tưởng vào những cái bậc tiền bối, nhưng mà những bậc tiền nhân là những cái người cũng chưa chắc đã hoàn hảo mà. Có cái ông đúng, có cái ông sai, mình chỉ chọn lọc cái gì hay rồi mình học cái gì dở của ông này, mình phải biết chứ. Chứ mình đang đi vào cái vết xe đổ của cái người đi trước. Thế thì cái hạng người trí tuệ này ưu việt nhất là như vậy. Mình có thể học những cái của người trước, nhưng chưa chắc mình đã phải rập khuôn cái pháp của người trước. Thì mỗi người mỗi nhân duyên, mỗi người mỗi khả năng. Và mình biết chọn lọc cái nào, mình biết áp dụng cái nào của cổ nhân, thì mình lấy cái cổ đấy mình áp dụng vào cái kim nữa, chứ mình phải tiếp thu cả cổ cả kim. Chứ bây giờ thời bây giờ mình cứ áp dụng mỗi cái cổ không, mình bỏ hết cái kim đi, thì mình cũng không thành công được. Mình có niềm tin nhưng mà có trí tuệ là thế. Tín với tuệ phải đi đôi với nhau là như vậy. Cái đời ông cha mình khác, còn cái đời mình khác. Cái đời ông cha thì học chữ Tàu chữ Hán, nhưng mà mình thì học bằng cái chữ Latin, thì nó phải khác nhau chứ. Đời ông cha ngày xưa thì đi cài bằng trâu, bây giờ thì cài bằng máy móc, đâu có thể rập khuôn được. Thì cái hạng người có trí tuệ thì biết như thế, biết áp dụng đông tây kim cổ vào. Mình thấy cái gì có lợi lạc nhất, có cái lợi ích nhất, thì lúc đấy mình chọn lọc là như vậy. Thì cái người nào mà có trí tuệ thì cái người đấy sẽ thành công nhanh nhất.
còn những cái nguyên nhân của những cái người mà làm cái việc gì nó cũng không thành công, nó không thành tựu ấy, thì nó có cái nhân của nó. Cái nhân của nó là ham chơi, ham ngủ, ham rượu, ham sắc. Những cái người đấy là làm cái gì cũng thất bại. Có phải không? Bây giờ mình ham chơi mà bây giờ mấy đứa trẻ con ấy, bạn làm sao học đúp ấy, học mấy năm lớp 1 không lên được lớp 2 ấy. Tại vì nó ham chơi, có đứa thì nó ham ngủ. Lớn lên là cái người mà ham rượu, suốt ngày nhậu nhẹt, làm cái gì cũng thất bại, và ham sắc. Mà sao thi đại học phải đỗ mà tại yêu. Thì cái đấy là bắt đầu là ham sắc rồi, là bắt đầu là cũng thất bại. Thì đấy là cái nhân mà không làm không xong, làm không xong việc. Còn cái nhân mà làm xong việc, cái nhân mà làm xong việc cần làm, nhân làm xong việc cần làm ấy, đó là bốn cái nhân này. Nhân làm xong việc đó là dục ước muốn, cần là tinh tấn, tâm là nhất tâm, tuệ là có cái tư duy đúng. Nhân làm không xong việc đó là có quá nhiều cái ham. Còn cái việc cần làm mà quan trọng nhất ấy, cần làm mà đã làm xong ấy, đó là khi nào mà sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Nhưng trong kinh Đức Phật thì nói là một bậc A La Hán là một bậc đã làm xong việc cần làm. Đến một bậc A La Hán không phải làm cái gì nữa. Còn là một bậc chưa đạt đến A La Hán thì còn rất nhiều việc cần phải làm. Như là một người phàm phu thì còn rất nhiều việc phải làm. Một người phàm phu thì phải có bổn phận với cha mẹ này, bổn phận với vợ này, bổn phận với con này, bổn phận với quốc gia, bổn phận với xã hội này, bổn phận với làng xóm này, bổn phận với lại dòng tộc này, rất nhiều bổn phận, rất nhiều trách nhiệm này, rất nhiều công việc cần phải làm. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán thì hết, không buông bỏ hết, không còn bổn phận gì nữa, không còn cái việc cần phải làm nữa. Vì một cái bậc đấy là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, giới định tuệ của vị đó đã được viên mãn rồi, đã đặt gánh nặng xuống, tất cả những cái phiền não kiết sử đã được đoạn trừ hết, vị đó chính trí giải thoát và diệt tận khổ đau. Cho đến mình cứ phải nỗ lực như vậy, cứ phải nỗ lực và làm, mình sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nếu mình còn ở trong sinh tử thì còn rất nhiều việc phải làm, cho đến khi nào mình ra ngoài sinh tử rồi thì lúc đấy mới không còn việc gì phải làm nữa. Nên là phải cố gắng mà phát nguyện chứng đắc niết bàn, phát nguyện chứng quả A La Hán rồi thì sau này mình mới hết cái công việc phải làm. Phước lành của cái việc làm xong những việc cần làm đó là khi làm xong rồi thì mình sẽ an vui tự tại ở trong hiện tại này. Thì mình cứ làm xong một cái việc gì đấy, mình sẽ cảm thấy nó nhẹ người đi, nó thảnh thơi, nó an vui, nó an lạc, được an vui tự tại ở trong tương lai. Hiện tại mình cũng an vui mà tương lai mình cũng an lạc. Mình làm xong công việc rồi thì nếu mà làm xong cái công việc hiện tại rồi thì mình sẽ đi lĩnh lương, có lương rồi thì mình có tiền tiêu là mình cũng an vui rồi. Làm được lợi ích cho nhiều người, có tiền rồi mình phải đi bố thí cho những người khác nữa, làm cho mình và cho người được thoát khổ. Mình có thể trang trải được cho mình, trang trải được cho người khác, hoặc là mình cái người mà làm xong cái việc ở trong đạo rồi thì mình cũng an vui tự tại ở hiện tại, an vui tự tại ở tương lai. Mình có thể dẫn dắt được mọi người đi trong cái con đường đạo và cho mình và mọi người đi đến niết bàn, đến giải thoát. Thì ở đời cũng thế, ở đạo cũng thế, làm cái việc gì cũng làm cho nó xong, làm cho nó trọn vẹn, làm cho nó thành tựu, đừng có làm dở dang. Dở dang là do mình không có chuyên tâm, không có nhất tâm, không có trí tuệ, không biết chọn lọc. Còn nếu mà mình chuyên tâm làm việc gì cho thành tựu việc đấy thì được an vui. Nên cái đoạn kinh tiếp theo là bố thí hành thiện pháp, hộ độ thân quyến thuộc, hành động không tội lỗi là phước lành cao thượng. Thì những cái phước lành nữa đó là phước lành của chữ bố thí hành thiện pháp, hộ độ thân quyến thuộc, hành động không tội lỗi. Thì
cái phước tiếp theo là bố thí. Thường thường là phước lành ấy, mình hay mong cầu là mình có được những cái như mình có được những cái mà mình mong muốn, như là mình có nhiều tài sản này, có nhiều những cái sự an vui, như là sống lâu mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, nên là tất cả những cái điều mà mình mong cầu ấy, mà nó thành tựu được, không phải là do có ai đó ban cho mình, cũng không phải là do tự nhiên mà có, mà nó đều là do cái nhân mà mình đã tạo. Nếu mình tạo nhân ở trong quá khứ thì bây giờ nó trổ quả, còn nếu mà bây giờ mình mới tạo nhân thì sau này nó mới trổ quả. Vậy thì bây giờ mình phải chấp nhận những cái mình đang có ở hiện tại này, đấy là do nhân ở quá khứ. Còn những cái hành động mà Đức Phật dạy trong bài kinh này thì mình sẽ được hưởng phước này ở trong tương lai, chứ không phải là hôm nay mình tạo nhân ngày mai nó có phước ngay. Nó có thể trổ cái phước ở hiện tại, nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ bé. Nhưng mà cái phước mà nó trổ cái quả ở tương lai thì nó mới là cái to lớn. Ví dụ như một cái hành động bố thí, mình bố thí ở hiện tại vậy, nó sẽ trổ quả ở trong tương lai. Bố thí là cái gì? Là ban cho người khác những tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, thì đấy là bố thí. Bố thí là mình cho người khác những cái gì là của mình. Của mình thì mới được cho, chứ của người khác mình không được cho. Những tài sản này là của mình. Thế thì bố thí này thì nó có cái lợi ích gì, là mục đích gì mà mình lại bố thí? Bố thí mỗi người có những cái mục đích bố thí khác nhau. Mục đích của sự bố thí này, bố thí vì tình thương, khi thấy người khác thiếu thốn nó cho. Bây giờ mình đem tài sản đi cho một cái người mà người ta có thừa tài sản, người ta có nhiều tài sản hơn mình, thì người ta có này không? Bây giờ bố thí là như thế. Bố thí mà không đúng người, không đúng chỗ, thì cái bố thí nó sẽ trở thành vô dụng. Rồi có những cái nó không có giá trị nữa. Bố thí với những cái người này nó có giá trị, nhưng người khác không có giá trị. Thì mình bố thí nó cũng là mà một cái pháp mà nó phải hợp thời. Nên bố thí nó phải đúng thời, nó phải đúng người, nó phải đúng đối tượng. Bố thí đôi khi là vì thấy cái người đó đang có cái nhu cầu cần đang, ví dụ người đó đang đói mà mình bố thí cho người đó thức ăn thì đấy là đúng thời và đúng người. Nhưng mà cái người đó người ta vừa ăn no xong mình đem đến bố thí thì người ta không ăn được nữa, mà người ta từ chối thì người ta sợ mất lòng. Thì lúc đấy thì cái pháp bố thí đấy nó lại là phi thời, không hợp thời. Cái lúc mà người ta đang thiếu thốn, người ta đang cần tiền mà mình đem đến bố thí thì lúc đấy người ta rất là quý. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã giàu có, người ta thừa thãi rồi, mình đem đến bố thí cho người ta thì người ta còn thích không? Người ta không cần nữa thì lúc đấy nó là bố thí không hợp thời. Vậy thì cái người bố thí là phải có cái trí quan sát. Bố thí như khi là vì tình thương, vì thấy người khác thiếu thốn nên bố thí, hay là vì đền ơn những người có công ơn với mình mà mình bố thí, vì cầu phước, muốn hưởng phước ở tương lai mình bố thí cũng hoặc là vì muốn xả, buông xả cái tham ái, vì muốn diệt trừ cái tâm tham để đạt được ni tham niết bàn, những bố thí thì nó có cái sự bố thí là như thế. Thì những cái bố thí kia là những cái bố thí, ba cái bố thí ở trên ấy là cái bố thí theo cái pháp thế gian. Theo cái pháp thế gian thì là như thế, đôi khi mình thấy người thương người cho nên là mình cho người ta cái này cái kia, hoặc là đôi khi mình thấy rằng cái người này đã giúp đỡ mình cho nên bây giờ mình đền đáp công ơn bằng cái cách là đến cái ngày Tết thì mình mang quà đến mình biếu người ta bằng cái sự bố thí như vậy. Hoặc là bố thí vì cầu phước, vì mình cái người mà mình biết được là để bố thí sẽ tạo ra phước cho nên cái người đấy sẽ bố thí. Nhưng mà có một cái pháp bố thí, đó là bố thí đối với cái pháp giải thoát, đó là bố thí để mà buông xả tham ái. Em biết rằng là mình sẽ
thường hay bị dính mắc, hay bị chấp thủ, hay tham ái vào những cái tài sản của mình. Cho nên là bây giờ mình bố thí đi để mình giảm bớt cái tâm sân tham này, giảm bớt cái tâm tham ái đi, thì đấy nó cũng là một trong những cái pháp bố thí. Thì cái người bố thí, người đó sẽ giảm bớt được cái tham ái, sân tham, và đạt được cái sự ni tham. Mình biết rằng là bây giờ mình có nhiều tài sản, mà mình quá yêu quý cái tài sản này, nó cũng sẽ là một cái sự nguy hại. Nguy hại cho tương lai, nó sẽ làm cản trở cho cái con đường giải thoát, nó sẽ làm cho mình bị dính mắc ở cái cõi trần dục này, khiến cho khi chết có khi mình phải bị đọa lạc rất là đau khổ. Mà vì vậy cho nên rằng là mình cần phải biết cách, đó là mình buông xả bớt nó đi, thì để mình buông xả bớt cái tham ái, mình bố thí bớt đi, mình nghĩ này là đủ, giữ lại để đủ dùng thôi, đủ dùng, còn đâu thì bố thí bớt, không có đến lúc chết mình sẽ cái tâm nó luôn luôn nghĩ đến cái đống tài sản đấy, nó sẽ khiến cho mình tái sinh trở lại. Ví dụ như là có những cái người mà có những cái chúng sinh khi mà chết tái sinh làm những cái con rắn, vì lúc sống là chôn một cái đống vàng ở cái chỗ đấy, và lúc chết cứ nghĩ đến cái chỗ đấy, cứ quanh quẩn về đấy, sau đó thì sinh làm con rắn và đến cái hang đấy để sống, để bảo vệ cái đống vàng đấy. Hoặc là có khi sinh làm con chuột sống ở đấy để bảo vệ ở đấy. Mình có thể sinh làm rất là nhiều những cái loài khác nhau. Ví dụ như là trong nhà đôi khi mình có những cái con vật nó cứ sống luồn quẩn ở trong nhà. Đôi khi trước đấy là chủ cái ngôi nhà đấy mà, có những cái ngôi nhà đẹp quá, khi chết rồi mình luôn luôn nhớ nghĩ đến cái ngôi nhà này, cho nên nó cứ sinh ra ở những cái kiếp sống ở gần cái ngôi nhà đấy. Có thể nằm cái con thằn lằn suốt ngày bò trên mái nhà, bò đi bò lại, vì cái tâm nó quyến luyến không muốn đi cái chỗ nào cả. Thì đó, cho nên là nếu mà đến lúc mà gần chết rồi, tốt nhất là còn bao nhiêu thì đem bố thí hết đi. Vậy là cái tâm nó thanh thản, không còn dính mắc nữa. Sinh ra kiếp sau thì mình hưởng cái phước của cái sự bố thí này thì mình nó lại an vui hạnh phúc hơn. Còn mình mà giữ lại thì nó sẽ ràng buộc, nó trói mình lại, trói lại ở trong sinh tử. Thì bố thí có những cái pháp bố thí vì cái mục đích chân chánh, mà có những cái sự bố thí vì cái mục đích không chân chánh. Không phải là thấy ai bố thí cũng đã là tốt. Có những người bố thí có cái tâm tốt, nhưng có người bố thí với tâm cũng tốt. Bố thí một cách không chân chánh đó là cầu lợi này, cho ít nhưng mà muốn đòi lại nhiều. Bố thí cho ít nhưng mà mình muốn được lại nhiều. Ví dụ như là mình biết rằng là cái mình cho người này để lấy lòng, sau đó mình sẽ xin cái to hơn. Đấy là bố thí, giống như là bây giờ mình đi đút nót để cho người ta sẽ cho mình làm những cái việc có lợi ích hơn ấy. Thì cái hành động đấy không phải là bố thí. Bây giờ mình hay là cho vì tham ái, bố thí vì tham ái. Ví dụ như là có những người nào đó khoe bảo tôi rất là hào phóng, có bao nhiêu tài sản tôi cho hết vợ con, thì đấy có phải là bố thí không? Có bao nhiêu tài sản tôi bố thí hết cho vợ rồi. Có người bảo tôi bố thí hết cho con thôi, tôi công đức lớn lắm ấy. Bố thí thì cái bố thí đấy nó là tham ái mà, cho cái người mình yêu quý đâu có phải là bố thí nữa. Bố thí vì cái sự tham ái, hay là bố thí vì danh xưng, vì muốn được tiếng khen, cho nên là bố thí để ngày mai được đưa lên báo đài, báo được quảng bá rộng rãi để mọi người biết mình bố thí. Thì có những cái pháp bố thí nó không đem lại cái lợi lạc, nó không có chân chánh. Còn những cái pháp bố thí thật sự là mang lại cái sự lợi ích và chân chánh, đó là bố thí một cách có sự thanh tịnh, đó là nhân thí thanh tịnh. Người bố thí là cái người phải có giới đức, cái người bố thí là cái người có đạo đức. Vật thí thanh tịnh, vật thí là một cái vật được làm ra từ cái sự không có lỗi lầm,
thọ dụng thanh tịnh là cái người thọ dụng là cái người có công đức. Thì bố thí thanh tịnh như vậy thì sẽ có được cái lợi ích lớn, có được cái công đức lớn. Thì đấy là cái pháp bố thí mà mình có thể tạo ra được cái phước lành lớn nếu như nó có cái sự thanh tịnh ở cả ba cái đối tượng, đó là người bố thí thanh tịnh, vật thí thanh tịnh và thọ dụng thanh tịnh. Thì lúc đấy mình sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn từ cái pháp bố thí đấy. Ví dụ như là mình có thể là một cái người bố thí nhưng mà mình không có giữ giới, chẳng hạn mình vẫn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu nhưng lại rất là hào phóng, hay bố thí cho những người đáng được bố thí, thì sau này cái phước đấy nó sẽ hưởng nhưng mà nó không có được hoàn hảo. Ví dụ như là có một cái người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con không có giữ được giới nhưng con rất là hay làm việc bố thí, thì sau tương lai con sẽ hưởng phước như thế nào? Thì lúc đấy Đức Phật bảo rằng tương lai ông sẽ sinh làm súc sinh mà được mọi người nuôi dưỡng tử tế. Thế thì giống như bây giờ có rất là nhiều những cái con thú cưng ấy, có những cái con chó mình rất là yêu quý, chải chuốt chăm sóc cho nó hàng ngày đấy, thì đấy là cái hạnh của nó, là nó trong quá khứ nó cũng hay bố thí, hay làm cái công đức rất là nhiều, nhưng mà nó không có giữ giới do vì cái tội lỗi sát sinh, trộm cắp, tà dâm nhiều, cho nên là bây giờ nó phải sinh làm cái loài súc sinh như thế. Cho nên là bây giờ những cái con vật thì mình nuôi mình cũng chăm sóc nó, làm nhà cửa cho nó ở, lo cho nó ăn, là có lần vuốt ve chải chuốt quan tâm nó giống như là đứa con yêu quý. Thì những cái con vật đấy nó có phước. Nhưng mà nếu như lúc đấy nó giữ giới thanh tịnh nữa thì bây giờ nó đã làm người để nó hưởng phước, và có làm chư thiên hưởng phước, nhưng tại vì nó không có giữ giới cho nên bây giờ nó phải làm thú để hưởng phước, hưởng phước ở cái loài thú, cho nên những cái loài thú nó cũng có cái sự hưởng phước của nó. Vậy thì cái sự bố thí của mình sẽ được đền đáp. Nhưng nếu như cái nhân thí mà thanh tịnh thì cái điều đó sẽ rất là tốt, hoặc là vật thí thanh tịnh. Vật thí mà là không thanh tịnh như thì cái ví dụ như là mình đi ăn trộm, xong là mình lấy cái tài sản ăn trộm đấy mình bố thí, thế có phước không? Tài sản đấy bố thí thì nó cũng có phước nhưng nó không được thanh tịnh cho lắm, nó không được thanh tịnh. Ví dụ như sau này mình sinh ra mình cũng có nhiều tài sản nhưng mình cứ thường xuyên bị mất trộm, mình cũng có do mình có cái hảo tâm bố thí mà. Cho nên là sinh ra mình có nhiều tài sản nhưng mà mình cứ bị mất mát tài sản đấy liên tục. Và thọ dụng, cái người thọ thí thanh tịnh, bây giờ mình có tâm bố thí nhưng mà mình không quan tâm đến người thọ dụng, miễn làm sao mà cứ có ai nhận thí là được. Có thể mình sẽ bố thí cho những người xấu, những cái người xấu, ví dụ mình bố thí cho những cái người người ta ăn trộm ăn cắp, hay là những cái người người ta có ác giới, người ta không có đạo đức ấy. Do mình bố thí cho người ta cho nên là người ta lại càng có cái điều kiện người ta làm việc bất thiện nhiều hơn. Do mình bố thí mình cung cấp cho người ta cho nên là người ta lại càng trở nên hư hỏng, càng trở nên tệ hại hơn. Thì cái đấy là người thọ dụng không thanh tịnh. Mà người thọ dụng không thanh tịnh như vậy thì cái pháp bố thí của mình nó sẽ tương lai cái quả nó sẽ như thế nào? Từ nay cái quả của cái pháp bố thí nó là làm sao? Đấy, thì tương lai mình cũng sẽ là cái người có rất là nhiều cái tài sản này. Tương lai vì mình bố thí với những cái đối với những cái đối tượng không thanh tịnh như vậy thì đôi khi mình cũng sẽ kết duyên với những cái người không thanh tịnh như thế. Có thể là kiếp sau mình sẽ trở thành thân quyến của những cái người hư hỏng đấy. Mình sẽ có bên cạnh mình, xung quanh mình sẽ có rất là nhiều những cái người hư đôi. Mình sẽ là thân bằng quyến thuộc với rất là nhiều những cái người hư hỏng như vậy. Thì đấy nó cũng là một cái cách bố thí, nó cũng tạo ra một cái kết duyên đối với mọi người. Vì vậy cho nên là cái pháp thí nó hoàn hảo nhất là nó phải thanh tịnh ở cả ba đối tượng: nhân thí thanh tịnh, vật thí thanh tịnh và cái người thọ dụng thanh tịnh. Thì mình, cái sự thanh tịnh đấy nó sẽ tạo ra những cái phước lành, như là mình muốn mong cầu sống lâu thì được sống lâu, mong
cầu mạnh khỏe thì được mạnh khỏe, cầu an vui thì được an vui, cầu sắc đẹp thì được sắc đẹp. Mình cầu có quyền lực thì có uy quyền, mình sẽ được nhiều người yêu mến. Hoặc là mình bố thí với ước nguyện là sinh làm chư thiên thì mình sẽ sinh làm chư thiên. Mà mình bố thí với ước nguyện chứng đắc niết bàn thì cái pháp thí đấy nó trở thành cái pháp độ ba la mật, nó sẽ hỗ trợ cho mình chứng đắc niết bàn ở trong tương lai. Cái người mà bố thí với cái nguyện chứng đắc niết bàn là cái người bố thí với cái mục đích là mình để xả ni cái tham ái thì nó sẽ rất nhanh chứng đắc niết bàn. Vì trong cái lúc mình bố thí mình khởi lên nhiều cái tác ý khác nhau. Có những cái tác ý có những cái người thì mình có cái tác ý tốt, có người tác ý không tốt ấy. Có người tác ý mình mong cầu về cái phước báo ở cõi nhân gian thì cái quả thí đấy sau này nó sẽ trổ quả ở cõi nhân gian. Có cái người mong cầu hưởng phước báo ở cõi thiên giới thì nó trổ quả ở cõi thiên giới. Có cái người khi mình bố thí mình mong cầu để chứng đắc niết bàn thì nó sẽ hỗ trợ cho mình trên cái con đường tu tập gặp được nhiều cái thuận duyên đi đến chứng đắc niết bàn. Đấy là bố thí là một trong những cái phước đem lại cái phước này. Phước này của cái sự hành thiện pháp, bố thí hành theo pháp. Hành thiện pháp đó là hành hành thiện pháp là thực hành những cái hạnh lành để đưa đến giải thoát khổ đau. Có rất là nhiều những cái ác hành và có những cái thiện hành, có thiện hành và có cái ác hành khác nhau. Hành theo giáo pháp. Pháp ở đây có nghĩa là có những cái pháp, có những cái pháp môn để mình thực hành. Mình thực hành theo một cái pháp nào đó, hành theo một cái thiện pháp, tức là có những cái pháp thiện và có những cái pháp bất thiện ở thế gian. Và những cái thiện pháp mà nó đưa lại những cái sự an vui, cái phước này nhỉ? Đó là mình hành theo cái pháp bố thí, có pháp chỉ giới, pháp cung kính, pháp phục vụ hay là nghe pháp hành thiền. Nó có những nhiều những cái thiện pháp như vậy, mình chuyên tâm mình thực hành một cái pháp gì đấy. Tức là một cái người nào đó mình phải chọn cho mình một cái hạnh, chọn cho mình có một cái pháp thiện nào đó để mình chuyên tâm thực hành một cái pháp đấy. Nếu bây giờ có những người thì mình có thể hành những cái pháp thấp, có người hành cái pháp cao, có những mình tùy theo cái khả năng của mình cảm thấy mình thuận duyên hành cái pháp gì thì mình hành pháp đấy. Nhưng có những người thì hành cái pháp bố thí chẳng hạn thì mình chọn cái pháp bố thí và mình thực hành, hoặc là có người thì chọn pháp hành về trì giới, có người thì về cung kính, hoặc là chọn cái pháp đó là phục vụ, hoặc là nghe pháp, hoặc là tu tập về hành thiền. Luôn luôn thực hành một cái thiện pháp, hoặc luôn luôn thực hành nhiều thiện pháp thì nó sẽ tăng trưởng cái công đức, tăng trưởng cái phước lành này. Có mỗi người mỗi một cái pháp thì cái sự hành thiện pháp đấy nó sẽ đưa đến cái sự thoát khổ. Thoát khổ tương đối là nhờ cái hành thiện pháp mà mình thoát khỏi khổ đau ở các cái đoạn xứ mà mình có thể được sinh trở lại làm người. Đấy là cái phước lành của cái sự thực hành thiện pháp như thế. Do mình có nhiều cái thiện pháp cho nên là mình có những cái phước lành. Phước lành nó mình nhờ những cái thiện pháp mà mình đã thực hành như thế thì mình sẽ được hưởng cái phước lành ở cõi nhân thiên. Hoặc là cái phước lành tuyệt đối đó là nhờ cái thiện pháp đấy mình tích lũy được các ba la mật và đi đến niết bàn giải thoát sinh tử ở tương lai. Và cái phước lành hộ độ thân quyến thuộc, cái phước lành thì một cái người mình sẽ có rất là nhiều những cái bà con quyến thuộc khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình sống mình chỉ có biết lo cho bản thân mình mà mình không có quan tâm đến bà con quyến thuộc thì thì lúc đấy mình cũng sẽ cái phước lành của mình nó cũng không được trọn vẹn. Thân quyến thuộc có hai hạng thân quyến, một là hạng đang là thân quyến là cái bà con quyến thuộc ở trong hiện tại, ở trong cái dòng tộc này. Hai là một cái hạng đã từng là thân quyến thuộc thì những cái hàng này là chúng sinh, tất cả chúng sinh đều là thân quyến của mình.
Vì vậy cho nên là một cái người mình có thể hộ độ được thân quyến thuộc mình sẽ tạo được rất là nhiều những cái công đức, như là những cái quyến thuộc. Thường thường là ở cái người đời thì người ta chỉ nghĩ đến bà con quyến thuộc, người ta chỉ nghĩ rằng cái người này là cha chú bà con anh chị em, và trong một cái dòng tộc, ví dụ như trong một cái dòng tộc thân quyến đấy là những cái người quyến thuộc. Còn những cái người mà ngoài dòng họ thì coi như là những cái người không phải là quyến thuộc, thì không có cái sự giúp đỡ nhau. Thì trong bà con quyến thuộc bao giờ cũng có cái sự giúp đỡ nhau cao. Đấy, nhưng mà có những cái bà con quyến thuộc là tất cả những chúng sinh, tất cả những cái người khác cũng từng là quyến thuộc của mình ở trong quá khứ. Thì cái sự hộ độ thân quyến thuộc thì nó có hai cái cách hộ độ, đó là độ đời và độ đại. Hộ độ ở đây ví dụ như là một cái người đời mình hộ độ bằng cái cách đó là cái sự gọi là đùm bọc giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cái cuộc sống làm ăn để thoát khỏi những cái khổ ở trong cái cuộc sống này. Như là cái người đấy giúp đỡ bà con của mình hay giúp đỡ những người làm xóm của mình trong các cái công việc làm ăn sinh sống hàng ngày, thì đấy là cái sự hộ độ, là hộ độ theo cái pháp của đời. Còn hộ độ đạo đó là dẫn dắt bà con đi theo chánh đạo, mình phải đưa giáo pháp đến những cái bà con để cho mọi người được nghe pháp, được thực hành pháp và để hướng đến cái sự giải thoát sinh tử. Như Đức Phật thì Đức Phật đi đến đâu Đức Phật cũng có thể thấy được những bà con quyến thuộc, với ai Đức Phật cũng thấy được những cái nhân duyên đã từng là bà con quyến thuộc. Đối với bà con quyến thuộc trong cùng một cái dòng tộc bên cha hoặc là bên mẹ, như là bộ tộc Sakya hay là bộ tộc Kodija, là hai cái dòng tộc bên cha, đấy là những cái bà con ở trong hiện tại. Thì khi mà Đức Phật đi xuất gia thì Đức Phật có thể giáo hóa cho những cái bà con đấy. Nhưng trong cái quá trình thực hành, trong cái quá trình hoàng pháp của mình, thì Đức Phật đi khắp nơi và Đức Phật cũng đã độ được rất nhiều người. Và khi mà quán về nhân duyên thì tất cả những cái người mà Đức Phật đã từng hóa độ đều là những cái bà con quyến thuộc ở trong quá khứ. Không có ai là những cái người mà chưa từng là bà con quyến thuộc trong quá khứ. Như là một lần Đức Phật đang đi ở trên đường thì có hai ông bà già đã ôm chân Đức Phật, cứ nói con trai ơi con đi đâu mà để cho cha mẹ đã chờ con từ lâu rồi, bây giờ cha mẹ già rồi sao con không về để cho cha mẹ, tức là rất là thương nhớ con. Thì lúc đấy Đức Phật đã đi theo ông bà đấy, mang bảo cho bây giờ con hãy đi vào trong nhà để cho cha mẹ được cúng già. Thì lúc đấy Đức Phật đi vào trong nhà và thọ trai, xong đó Đức Phật thuyết pháp thì cả hai ông bà chứng đắc được đạo quả nhất na, tức là cả hai. Thì lúc đấy sau đó khi đi về Đức, các vị tỳ kheo khác mới thắc mắc hỏi tại sao hai ông bà già ấy dám gọi Đức Thế Tôn là con, như thế là một cái sự mạo phạm lớn. Mà sao Đức Thế Tôn lại không có một cái phản ứng gì cả, mà lại ngài lại rất là hoan hỉ đi vào thọ nhận và đã thuyết pháp cho cả hai ông bà đấy đều chứng được đạo quả. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói về cái nhân duyên, nói là cái người đàn ông này đã từng 500 kiếp làm cha ta, 500 kiếp đã từng làm ông của ta và 500 kiếp đã từng là người cậu của ta. Còn cái người phụ nữ này có 500 kiếp liên tục từng làm mẹ của ta, 500 kiếp liên tục từng là bà của ta, 500 kiếp liên tục từng là người dì cô của ta. Thì chính vì cái nhân duyên như thế cho nên là bây giờ gặp nạn nó vẫn còn có cái tình cảm ở trong quá khứ nó vẫn trỗi dậy, cho nên là cái người đấy vẫn cảm thấy như cái người này là con của mình. Giờ mình có đi đâu mình gặp một cái người nào mình cảm thấy như cái đứa này nó giống như con mình không? Nếu mình mà có một cái cảm nhận như thế có khi là mẹ con thật hay là cha con thật. Còn bây giờ mình gặp một cái người khác mình cảm thấy cái người này như cha mẹ mình, thì đôi khi nó lại có cái nhân duyên ở trong quá khứ, có thể là đã từng là cha con và trong những cái nhiều đời nhiều kiếp quá khứ như vậy. Vì thế cho nên rằng mọi người ở trong thế gian đều là thân bằng quyến thuộc của mình,
Vì vậy nên là cái sự giúp đỡ lẫn nhau với bà con, với tất cả mọi người cũng là mình đang giúp đỡ chính là bà con của mình. Thì cái sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra được cái công đức phước lành cho chính mình, hộ độ thân quyến thuộc. Dù mình giúp đỡ theo cái pháp đời hay là giúp đỡ theo cái pháp đạo, hộ độ theo cái pháp giải thoát hay là hộ độ theo cái pháp thế tục, thì nó cũng đưa lại cái công đức cao thượng. Như càng ngày mình càng đông thân bằng quyến thuộc, bây giờ mình càng giúp đỡ được nhiều người thì mình sẽ càng có nhiều người thân mến. Khi mình muốn làm một việc gì đó thì sẽ có nhiều người ủng hộ, có nhiều người giúp đỡ, có nhiều người bảo vệ, cho nên là mình làm việc gì nó cũng thành công. Mình giúp đỡ mọi người thì mình sẽ được mọi người giúp đỡ lại. Thì đấy là cái phước lành của cái việc gọi là hộ độ bà con quyến thuộc của mình. Phước lành của cái hành động không có tội lỗi, hộ độ thân quyến thuộc, hành động không tội lỗi là phước lành cao thượng. Thân hành không có tội lỗi là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu hành không tội lỗi là không có nói sai sự thật, không nói thêm bớt, không nói hai nữa, nói thô tục. Ý hành không có tội lỗi là không cố ý khởi lên tâm tham, không cố ý khởi lên lòng sân, không cố ý khởi lên tâm si. Thì đấy là những cái hành động không có tội lỗi. Khi mà mình hành động không có tội lỗi thì nó khác với cái hành động có tội lỗi. Thân hành có tội lỗi là mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu hành tội lỗi là mình nói dối, nói thêm bớt, nói hai lưỡi, nói thô tục. Ý hành tội lỗi là khởi lên tham sân si đấy. Thì hành động mà không có tội lỗi thì nó sẽ để lại những cái phước lành cao thượng, như là mình không không bị ai đó có ác ý làm hại mình. Do mình không có cố ý làm hại ai thì bây giờ sẽ không có ai cố ý làm hại mình, không bị ai đó lấy trộm tài sản của mình. Nếu mình không có trộm cắp, hành động không trộm cắp thì bây giờ tài sản của mình sẽ không có bị ai lấy trộm. Không có tà dâm thì bây giờ mình sẽ không bị phản tình. Không nói dối thì bây giờ không bị lừa dối. Mình không nói xấu người khác thì bây giờ mình không bị người khác nói xấu. Mình không vu oan cho ai, bây giờ không có ai vu oan cho mình. Mình không bị chửi, không chửi mắng ai thì bây giờ không ai chửi mắng mình. Không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị chi phối. Thì đấy là cái phước lành của cái hành động không có tội lỗi. Còn bây giờ mình sống ở đâu mình cũng bị người khác làm hại, đấy là làm sao? Đấy là do mình hành động có tội lỗi trong quá khứ, nhưng bây giờ nó trổ quả. Mình cứ hay bị người khác lấy trộm tài sản, mình hay bị người khác phản tình, rồi là hay bị lừa dối, hay bị nói xấu, vu oan chửi mắng, đấy là những cái quả báo. Là thân hành có tội lỗi, khẩu hành có tội lỗi và ý hành có tội lỗi. Bây giờ mình thực hành cái hành thân hành không tội lỗi, khẩu hành không tội lỗi và ý hành không có tội lỗi. Thì mình sẽ được những cái phước lành như thế. Vậy những cái phước lành là như thế. Vậy thì không phải là mình có bị ai đó làm hại thì đó là cái quả của mình, chứ không phải là do mình gặp những cái điểm dở hay là mình mất mát tất cả những cái phước hay là những cái tội và phước. Đó là do mình tự tạo ra và mình sẽ chuốc lấy những cái hành động đấy. Thì Đức Phật dạy trong cái bài kinh phước này là dạy cho mình có cái sự an này là bằng những cái hành động chân chính, bằng những cái hành động tốt này. Thì cái bài này sẽ còn tiếp, cái buổi sau sẽ học tiếp theo tiếp cái bài kinh phước này. Xong sẽ học tiếp từ cái đoạn này, bỏ và tránh việc ác. Người hồi hướng. Idamme punyam asawa kadam vahamotu. Idamme punyam nibbanasa pajayo otu.
Mama Punya Bhagam Sapasatanam Pachemi Desabe Metamam Punya Bhagam Napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa du sa du sa du.